đứng yên, đứng yên nào, đứng yên nào. Thang. Mẹ Hương ơi. Hả? Mẹ Hương, cái bình này nè, con chìm nước. Con đóng hết tình sữa. Đâu, cái sữa đâu? Cái Thảo, đi học thích không? Đó. Thang đi học thích không? Đi học thích không? Mai có đi được không? Mai có đi học không? Mai có đi được không?